Hello anh chị và các bạn, Lovely chúc anh chị và các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Bây giờ là trưa nắng ở Sài Gòn và Lovely đang đứng trên đường Tô Hiến Thành. Hướng này thì Lovely sẽ đi thẳng ra khu vực đường Nguyễn Văn Thoại, ngày nay là Lý Thường Kiệt đó anh chị, và đường Sư Vạn Hạnh. Phía sau Lovely đang là con đường Lê Văn Duyệt, ngày nay là Cách mạng tháng 8. Lovely hôm nay muốn mời anh chị và các bạn cùng với Lovely chúng ta. Phía trước mặt đây bên mé tay trái á, có một cái con hẻm, và con hẻm này thì nó dẫn ra khu vực Khánh Chí Hòa anh chị và đường Hòa Hưng. Thì Lovely muốn ôn lại cái kỷ niệm về cái khu vực này, chia sẻ cho anh chị và các bạn. Hy vọng là Lovely đi ra được tới khu vực Khánh Chí Hòa và đường Hòa Hưng. Rồi, anh chị và các bạn nếu thấy thích thì để lại cho Lovely một like cũng như là một subscribe đăng ký cho Lovely Sài Gòn nha anh chị, để Lovely kiếm cái đường đi ra khu vực bên đó coi, không biết là nó nằm ở cái chỗ nào này. Đây là khu vực những cái con hẻm, những cái con hẻm ở Tô Hiến Thành anh chị. Đó, Lovely cũng chưa có biết là đi ra cái hướng nào là ra đường Hòa Hưng, khu vực Khánh Chí Hòa đâu. Lovely cứ chạy thử xem như thế nào nha. Đó. Ở đây có vẻ như là hẻm cụt. Đây là hẻm 131, hẻm 131 Tô Hiến Thành đây anh chị. Và chúng ta đi hẻm 131 này á, thì chúng ta sẽ chạy ra được cái khu vực Khánh Chí Hòa này anh chị, và đường Hòa Hưng. Đó, thì Lovely sẽ ôn lại kỷ niệm ở cái đoạn hẻm này và đường Hòa Hưng cho anh chị ha. Ngày xưa Lovely cũng có đi một lần khu vực ở Hòa Hưng, Khánh Chí Hòa rồi, nhưng mà lúc đó là trời tối á. Hôm nay Lovely sẽ đi thật là chậm đó, để anh chị dễ nhìn thấy những cái hình ảnh ngày nay trong cái con hẻm 131 Tô Hiến Thành này, và chạy thẳng ra khu vực Khánh Chí Hòa luôn. Trời bây giờ cũng bớt nắng rồi anh chị, chứ còn nắng nhiều là cũng đuối lắm. Ở đây cũng rất là sầm uất, và con hẻm này Lovely thấy cũng khá là lớn đó. Đi hẻm thì nó hơi ổ gà ổ voi chút xíu, nó sẽ bưng bưng á anh chị, thành ra anh chị thông cảm cho Lovely Sài Gòn nha. Và đây là cái bức tường của Khánh Chí Hòa đây anh chị. Đó, cái nơi mà nổi tiếng ly kỳ rất là nhiều cái giai thoại. Ngay trước cổng Khánh Chí Hòa thì có canh gác và không có cho quay phim. Đó, Lovely sẽ chạy xe để
sẽ đi ra khu vực Hòa Hưng. Rồi ở đây chúng ta quẹo bên tay trái nha. Chúng ta quẹo bên tay trái ra khu vực Hòa Hưng. Đây đường Hòa Hưng anh chị. Phía sau lưng của lớp ly là Khám Chí Hòa. Lớp ly sẽ chạy từ từ ở đây. Đường Hòa Hưng này thì chúng ta sẽ đâm ra khu vực đường Lê Văn Duyệt khi xưa đó, ngày nay đó là Cách Mạng Tháng 8. Con đường này thì là một con đường nó cũng khá là ngắn thôi đó, nhưng mà cũng chứa rất là nhiều kỷ niệm đối với anh chị và các bạn đã từng sinh sống ở khu vực Sài Gòn thì biết rõ cái khu vực con đường Hòa Hưng này, bởi vì ở đây đã có một cái nhà tù rất là lớn đó. Một mặt là bên Hòa Hưng này, một mặt nó sẽ nằm bên phía Sư Vạn Hạnh đó anh chị. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cây nha, mát mẻ. Lúc nãy lớp ly chạy tới Khám Chí Hòa thì có hai anh công an đang ngồi trong cái chốt bảo vệ đó. Nếu mà lớp ly đứng lại là thế nào cũng bị đuổi đi à. Đó, những cái hình ảnh này rất là quen thuộc đối với anh chị, đặc biệt là những cô chú mà đã từng sinh sống ở đây lâu, lớn tuổi á, bây giờ thì đi nơi khác sinh sống rồi, chúng ta rất là nhớ những cái hình ảnh này. Phía trước của chúng ta sẽ là cái khu vực đường Lê Văn Duyệt, Cách Mạng Tháng 8 ngày nay anh chị. Nếu mà nói về khu vực Khám Chí Hòa thì có rất là nhiều chuyện để kể. Đó. Chắc chắn là anh chị và các bạn, đặc biệt là những cô chú sẽ hiểu rất là rành về cái khu vực Khám Chí Hòa này. Về xây năm nào, ai là người xây cái Khám Chí Hòa này ha, rất là nhiều cái giai thoại về nó, và trong đó thì nó có rất là nhiều cái chuyện kỳ bí, cũng có thể là do rất là nhiều người theo dịch thêm. Rồi lớp đi sẽ qua đường cái đoạn này ha, và đây là đường Lê Văn Duyệt đây anh chị. Ngày nay nó là Cách Mạng Tháng 8. Hướng này chúng ta sẽ về Bảy Hiền và cống Bà Xếp. Đường Cách Mạng Tháng 8 này nó rất là dài, và lớp ly cũng chưa có bao giờ mà quay trọn vẹn cái khu vực con đường Cách Mạng Tháng 8 này á. Chỉ có từng đoạn thôi, thì hôm nay một đoạn, ngày mai một đoạn. Bây giờ trưa nắng rồi, khu vực con đường Lê Văn Duyệt này thì cũng vắng xe anh chị. Đó, nhìn nó cũng thoáng hơn ha. Chứ nếu mà đông giống như kẹt xe giống như những cái con đường khác là cũng đuối lắm. Phía trước của chúng ta sẽ là tới đường Tô Hiến Thành. Cái điểm đầu tiên mà lớp ly xuất phát đó anh chị. Lúc nãy là lớp ly xuất phát bên đường Tô Hiến Thành. Chúng ta sẽ đi qua chợ Hòa Hưng. Nắng quá anh chị. Đây là đường Tô Hiến Thành đây. Trái thì chúng ta sẽ ra khu vực Sư Vạn Hạnh, Thành Thái, Nguyễn Tri Phương. Còn lớp ly đi thẳng và sẽ kết thúc cái video ở trước chợ Hòa Hưng.
đó, khu vực quận 3, khu vực Cống Bà Xếp đây anh chị. Anh chị ôn lại chút xíu khu vực chợ Hưng luôn, cái khung cảnh phía trước chợ đây đó. Phía trước chợ thì lúc nào cũng sầm uất, bán rất là nhiều trái cây. Rồi, Lovely xin phép được kết thúc cái video của mình và chúc anh chị và các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những cái video khác trên kênh của Lovely Sài Gòn. Rác quá trời rác luôn anh chị, ở đây là một cái chợ nên là rất là nhiều rác. Đây là khu vực đường Trần Văn Đang nên chị quẹo vô Cống Bà Xếp đây, ngay ga Hòa Hưng khi xưa đó. Hướng này thì chúng ta sẽ đi lên ngã tư Bảy Hiền, đi ngang công viên Lê Thị Riêng nè anh chị. Lovely sẵn tiện ở gần đây, Lovely lết thêm chút xíu nữa chia sẻ cho anh chị luôn. Đường Lê Văn Duyệt luôn ha, trưa nắng 12 giờ. Ở đây có một cái nhà thờ Tin Lành anh chị, rất là lớn và đất đi thấy rất là lâu rồi. Rồi như vậy là Lovely xin phép kết thúc video nha. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.